hôn với danh hài nổi tiếng, sao số phận của Nhã Phương và Ha Di Won lại trái ngược đến thế? Trấn Thành và Trường Giang là hai danh hài nổi tiếng, kiếm nhiều tiền nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Mọi động thái của họ đều được công chúng lẫn giới truyền thông chú ý săn đón. Tất nhiên, những người phụ nữ bên cạnh họ cũng không nằm ngoài tầm ngắm. Cùng yêu hai danh hài Việt, Ha Di Won và Nhã Phương bất ngờ có sự thay đổi lớn từ ngoại hình, cuộc sống cho đến cách ứng xử khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng ở họ lại có sự đối lập lớn mà ai nấy đều nhận ra. Ha Di Won lột xác thành quý cô quyến rũ, phủ hàng hiệu, cuộc sống vui nhộn, quyền lực, có chồng che thị phi, chẳng dư luận. Ha Di Won là diễn viên, ca sĩ gốc Hàn. Cô nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế 2013 Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên thời điểm đó, Ha Di Won vẫn chỉ là cái tên sao hạng B. Gu ăn mặc của cô trẻ trung, năng động, nhưng đều là đồ bình dân. Cô nàng cũng là tiếp người cực kỳ tiết kiệm, nên không bao giờ chi cho những món đồ hàng hiệu. Có thể nói, trước khi trở thành bạn gái và bà xã của danh hài Trấn Thành, Ha Di Won chân chất, bình dị và vẫn lắm phèn. Cuộc đời Ha Di Won như lật sang trang mới kể từ khi cô yêu danh hài kiêm MC đình đám nhất nhì Việt Nam, Trấn Thành. Vào tháng 2 năm 2016, cặp đôi công khai mối quan hệ yêu đương. Người ta cũng bắt đầu nhận ra Ha Di Won dần dần có sự thay đổi rất tích cực và mới mẻ về mặt ngoại hình. Từ một cô gái ưa chuộng hình ảnh cá tính, kín đáo, Ha Di Won thay đổi chóng mặt, trở thành một người đẹp quyến rũ, mê hàng hiệu. Khi sánh đôi cùng Trấn Thành đến các sự kiện giải trí, nữ ca sĩ, diễn viên gốc Hàn đều lựa chọn những bộ cánh gợi cảm, khoe được lợi thế vóc dáng. Khán giả phải mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên tột độ trước vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu chưa được mài dũa, khai phá ở Ha Di Won. Chỉ vài tháng hẹn hò Trấn Thành, Ha Di Won liên tục xuất hiện trước đám đông khi sử dụng hàng hiệu đắt đỏ. Và quả thật, khi phụ nữ có khí chất lại được ăn diện hàng hiệu thì càng trở nên xinh đẹp và quý phái bội phần. Ha Di Won trông tươi tắn và tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Không chỉ lột xác về ngoại hình, từ khi trở thành nửa yêu thương của Trấn Thành, cuộc đời Ha Di Won cũng rộn rã, sôi động và đầy màu sắc hơn. Nếu trước đây cô chỉ thi thoảng đóng phim hay chạy show ca nhạc vừa và nhỏ, thì giờ đây Ha Di trở thành gương mặt khách mời, MC của nhiều show truyền hình. Cô liên tục nhận được nhiều dự án phim và quảng cáo. Ha Di Won nghiễm nhiên một bước thành sao hạng A, nhất cử nhất động của cô đều được săn đón. Số lượng fan của Ha Di tăng đột biến bởi không ít fan của Trấn Thành gia nhập vào. Và hơn hết, Ha Di Won không một mình bởi cô tìm được một người chồng rất mực yêu thương, chiều chuộng. Từ khi cưới Ha Di Won về nhà, Trấn Thành cũng đã biết kiềm chế cái tôi của mình hơn. Anh cẩn thận trong lời nói và hết lòng tôn trọng bà xã. Có ai tưởng tượng được một nam danh hài quen xài tiền như nước, nay phải chi tiêu tiền tằn tiện vì vợ anh quản lý. Thậm chí, vợ bỏ 3.000 đô chỉ để mua một chú mèo ngoại quốc về vui đùa. Trấn Thành cũng vui vẻ mà không kỳ kèo hơn thua. Dường như không chỉ con tim mà toàn bộ tiền bạc của Trấn Thành đều trao trọn cho Ha Di Won. Bởi với anh, vợ là số một, vợ là tiên, là Phật, là sức bật con người. Vợ nói một, anh không dám nói hai. Thế nhưng khán giả lại quý lắm tình cảm chân thành nâng niu mà Trấn Thành dành cho bà xã của mình. Chiều vợ không chỉ bằng vật chất và sự yêu thương, Trấn Thành còn xứng mặt đàn ông đại trượng phu khi là bờ vai vững chắc che thị phi cho vợ yêu. Còn nhớ thuở mới yêu nhau, họ vấp phải sự phản đối. Ha Di Won bị hiểu lầm là tham phú phụ bần và chịu nhiều sự miệt thị, chỉ trích từ cư dân mạng. Trấn Thành có thể im lặng, cũng có thể bàng quan, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, anh đã không làm thế. Bằng dũng khí và tình yêu dành cho người phụ nữ của mình, Trấn Thành đứng ra nhận lỗi về mình. Nam danh hài dành hẳn một tâm thư giữa bão dư luận chỉ để giải thích cho mọi người hiểu rằng người anh yêu vô tội, cô ấy xứng đáng được yêu và được yêu. Sau động thái ấy, chính anh là người bị mũi dùi dư luận đâm tả tơi, thậm chí thương tích đầy mình. Thế nhưng Trấn Thành chưa từng ca thán, miễn người anh yêu an toàn, bình yên là đủ. Đến dạo gần đây, khi Ha Di Won bị chụp lén và nhiều dân mạng chỉ trích cô ăn kém sang, Trấn Thành lại một lần nữa an ủi vợ thật nhẹ nhàng. Anh đăng khoảnh khắc đáng yêu của vợ trên trang cá nhân và dịu dàng bảo vợ về nhà để anh dẫn đi ăn sang. Một động thái nhỏ thôi cũng thấy Trấn Thành luôn dõi theo mọi hoạt động của vợ và sẵn sàng làm vệ sĩ cho cô mọi lúc mọi nơi. Trên trang cá nhân của Ha Di Won và Trấn Thành, khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi họ đi đâu cũng có nhau. Trấn Thành như muốn khoe với cả thế giới rằng anh có một người vợ cực kỳ đáng yêu tên Ha Di Won. Họ cùng nhau trải nghiệm những chuyến du lịch, cùng nhau khám phá ẩm thực khắp nơi và cùng nhau mang lại niềm vui lẫn sự hứng khởi trong cuộc sống. Thương, chiều và hiểu vợ đến mực, Trấn Thành còn tuyên bố
bản thân chấp nhận nhận con nuôi nếu vợ không muốn sinh con, vì anh biết bà xã từng phải trải qua thời gian dài điều trị bệnh ung thư khiến sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều. Đời có Thành phải có Harry và ngược lại. Họ như những thỏi nam châm thất lạc, vô tình tìm thấy nhau và hút chặt nhau, mang đến cho nhau một thế giới đầy màu sắc yêu thương. Nhã Phương vẫn bình dị, có bạn trai mà hạn chế không dám khoe chuyện tình cảm, thì Phi ngập mặt, bị dư luận thương hại. Cũng yêu và chọn gắn bó với một nam danh hài đình đám không kém trưởng thành là Trường Giang, vậy mà Nhã Phương lại hoàn toàn trái ngược với Harry Won. Nhã Phương và Trường Giang bắt đầu bén duyên tình cảm từ tháng 8/2016 sau dự án phim điện ảnh 49 ngày. Nhã Phương là một diễn viên tài năng, cô từng gây sốt với danh xưng hot girl bánh tráng trộn trong một dự án phim ngắn. Với gương mặt khả ái cùng ngoại hình xinh xắn, Nhã Phương nhanh chóng nhận được nhiều vai chính trong các dự án đình đám như Quả Tim Máu, Vừa Đi Vừa Khóc. Trước khi yêu Trường Giang, Nhã Phương đã tạo dựng tên tuổi, có một sự nghiệp thành công và rất độc lập. Cô là gương mặt quảng cáo đắt show của làng giải trí Việt. Cô chăm chỉ làm việc và tiết kiệm đến mức Nhã Phương cũng được xếp vào hàng gái ngoan, vì ngoài giờ làm việc, cô về nhà ngay, chứ không đàn đúm ăn chơi như bao người. Sau khi yêu Trường Giang, Nhã Phương vẫn ăn mặc giản dị và nói không với hàng hiệu. Người ta chưa từng thấy nam danh hài vung tiền mua túi hiệu, giày hiệu cho bạn gái. Mãi đến cuối tháng 5 năm 2017, Nhã Phương mới công khai sở hữu xế hộp trị giá 1,6 tỷ đồng nhưng do Trường Giang tặng. Tuy nhiên theo một nguồn tin cho biết, chiếc xế hộp này có phần nửa phần tiền của Nhã Phương chứ không được tặng trọn vẹn. Cuộc sống của Nhã Phương bớt tẻ nhạt hơn nhưng theo hướng scandal tay bay vạ gió tấp nập kéo về. Từ khi kết đôi với Trường Giang, người ta không còn gọi cô là Nhã Phương mà nhiều người lại thích cụm từ bạn gái Trường Giang khi nói về cô hơn. Những nỗ lực gây dựng tên tuổi, những cố gắng diễn xuất của cô gần như bị lu mờ vì cái danh xưng bạn gái Trường Giang. Nó khiến Nhã Phương đôi lúc chạnh lòng và thấy áp lực vì cái danh tiếng của Trường Giang quá lớn, khiến sự nghiệp cô cất công tạo nên ngày nào bị đẩy lùi về phía sau. Cô như một kẻ ăn bám tên tuổi bạn trai, trong khi Nhã Phương là một ngôi sao sáng chói từ rất lâu. Yêu Trường Giang, Nhã Phương đồng loạt nhận về bao bẻ bàng vì tính đào hoa của bạn trai, lần lượt từ người đẹp của showbiz Việt như Quế Vân, Nam Em, Khánh My lên tiếng tố nam danh hài thả thính, trong khi vẫn đang mặn nồng với Nhã Phương. Ngay lập tức, tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin về câu chuyện tình ái ồn ào của Trường Giang. Mọi scandal, Trường Giang đều chọn cách im lặng. Dư luận lại dồn mọi chú ý và soi mói Nhã Phương hơn. Thậm chí cô còn bị cho là người phụ nữ đáng thương và yêu đến không còn tỉnh táo khi chấp nhận tha thứ cho người đàn ông liên tục cắn sừng mình. Và từ khi vào nghề, Nhã Phương vốn đã xây dựng hình ảnh trong sáng và nói không với scandal. Thế nhưng khi yêu Trường Giang, scandal, thử phi cứ bủa vây lấy cô đến thở cũng mệt. Nếu khi yêu và cưới Trấn Thành, Harry Won luôn tận hưởng sự tự hào vì được khoe và tự khoe về người yêu tài giỏi, giàu có. Riêng Nhã Phương, đến nhắc đến Trường Giang cô cũng chẳng dám. Nguyên nhân chỉ vì cô lại sợ có thị phi. Cụ thể là Nhã Phương và Trường Giang đã đính hôn vào ngày 24 tháng 8 vừa qua tại Đà Nẵng. Sau đó cô có buổi ra mắt phim Hoán Đổi. Thay vì tay trong tay cùng Trường Giang đến lễ ra mắt phim, Nhã Phương lại lẻ bóng một mình. Trong khi giới truyền thông phỏng vấn cô về Trường Giang, cô đều khéo léo từ chối vì không muốn mang tiếng lợi dụng chuyện tình cảm PR phim và muốn mọi người tập trung nỗ lực đến diễn xuất của mình hơn. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra hoành tráng vào cuối tháng 9 này ở thành phố Hồ Chí Minh. Không biết sau khi chính thức về chung một nhà, nam danh hài có một lòng một dạ thủy chung và mang lại cuộc sống yên bình cho Nhã Phương hay không? Nhìn từ thở mới yêu đến hiện tại, quả thật khán giả thấy thương cho Nhã Phương vì sự đơn độc, chịu đựng và vị tha của cô. Nhưng như Nhã Phương đã quen cho đi và tha thứ hơn là nhận lại. Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về áo cưới của Nhã Phương mặc trong đám cưới Trường Giang. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong vừa hé lộ mẫu váy cưới dành riêng cho Nhã Phương trên trang cá nhân. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, sang trọng của chiếc váy khiến nhiều người phải trầm trồ, quả không hổ danh là váy cưới của ngọc nữ màn ảnh Việt. Chiếc váy được thiết kế theo kiểu dáng cúp ngực, ôm sát, xẻ tà cao, có chi tiết cách điệu sang trọng. Có thể thấy chiếc váy không đụng hàng với bất cứ mẫu váy cưới nào trong showbiz trước đó. Nét thanh lịch, sang trọng, tinh tế của nó khiến nhiều người phải gật gù khen ngợi. Trước đó Chung Thanh Phong cũng là tác giả của chiếc váy mà Nhã Phương mặc trong buổi lễ đính hôn. Có thể thấy Chung Thanh Phong rất hiểu gu của Nhã Phương nên những thiết kế của anh đều góp phần thăng hạng nhan sắc và thần thái của nàng ngọc nữ. Hôm qua, Nhã Phương mới tới tiệc chia tay hội độc thân trước khi lên xe hoa về làm vợ người ta.
Trước đó, mẫu thiệp cưới của cặp đôi cũng được bạn bè hé lộ. Mọi động tĩnh liên quan đến đám cưới của cặp đôi nhà Phương Trường Giang đều được dân tình quan tâm nhiệt tình. Vốn chuộng đơn giản, kín đáo, nên hai người cũng không quá phô trương, rầm rộ như nhiều nghệ sĩ khác. Nhìn chiếc váy này, fan càng hóng ngay được nhìn thấy Nhã Phương mặc nó lên người và sánh bước cùng chồng. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng nữ diễn viên cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Có lẽ đó là sự đền đáp xứng đáng của cô gái trẻ kiên trì, dũng cảm đối mặt với dư luận thị phi trong showbiz.